và đây đương nhiên là một trong những điều mà quốc hội đang rất quan tâm sự sụp đổ của ngân hàng một điều khác nữa quốc hội rất quan tâm đó mà trên channel chúng ta không có nói nhiều đó chính là liên quan đến tiktok các bạn các bạn cũng đã biết là ceo của tiktok cũng đã đến hoa kỳ dự buổi điều trần và các bạn có thể đã đọc nhiều thông tin liên quan tới việc đó rồi nó cũng không có liên quan trực tiếp đến crypto cho nên cũng không có dành nhiều thời gian để mà chia sẻ nhưng mà chúng ta đang có một cái dự luật đó liên quan đến tiktok có tên là restrict các bạn. Dự luật này đó là thực sự đó có nhiều người gọi tắt là là dự luật cấm tiktok. Đây là gọi tắt mà thôi. Nhưng mà thực ra trong dự luật này đó có rất là nhiều à, những cái phần trong đó mà đối với một người mà tham gia vào truyền công nghệ đó, các bạn cũng nên biết. À, để nói chi tiết hơn đó, thì trong bài viết này từ Conterrap đã à, nói đến là dự luật này là một dự luật mà cho phép Commerce Department có nghĩa là bộ thương mại có quyền hạn à, để đưa ra bất kỳ một cái uh, luật lệ hay là cấm nào liên quan tới uh, một cái công nghệ được sử dụng bởi bất cứ một trong những quốc gia nào nằm bên dưới này. Đây là một trong những quốc gia mà gọi là có cái sự cạnh tranh lớn với lại Hoa Kỳ hay là có cái sự bất đồng như Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta có uh, Trung Quốc, trong đó có luôn Hồng Kông, có Cuba, Iran, Bắc Hàn, nước nga và chính quyền Maduro của venezuela đây là những gì được nói đến trong cái dự luật này thì cái mà nhiều người lo lắng đó là dự luật này bây giờ đó thì đang ngắm vào tiktok tại vì nói là tiktok là một công ty mà trên căn bản là cung cấp dữ liệu của người hoa kỳ cho chính phủ của trung quốc đó là cái lời cáo buộc hiện bây giờ và muốn à, cấm tiktok ở hoa kỳ và trong dự luật này đó nói là nếu như mà sau này có bất cứ một cái dịch vụ nào tương truyền được TikTok một cái à, dịch vụ công nghệ nào mà có sự liên quan đến những quốc gia như vừa chia sẻ với các bạn đó thì những cái người nào ở Hoa Kỳ mà sử dụng dịch vụ đó hay là sử dụng VPN các bạn ngay cả trường VPN mà liên kết dịch vụ đó đó thì có thể à, đi tù lên tới 20 năm và có thể bị phạt lên tới 250 000 các bạn đây là một trong những điều mà à, nhiều người bắt đầu lên tiếng nói là có phải đây là dự luật chủ yếu để bảo vệ người Hoa Kỳ à, vì TikTok hay là lại một loại dự luật chỉ mang tiếng là bảo vệ người Hoa Kỳ nhưng mà trên căn bản đó là muốn có thêm quyền hành để cho người Hoa Kỳ không được sử dụng VPN, người Hoa Kỳ không được là làm kia. Cho nên nhiều người bây giờ đã cũng lên tiếng chống đối lại cái dự luật này, nói là dự luật này đó cũng như tức là dự luật kia một mặt thì nó là bảo vệ, mà mặt khác đó thì muốn có thêm quyền hành cho chính quyền. Lỡ như một ngày nào đó Chính phủ Hoa Kỳ nói là không được sử dụng MetaMask, không được sử dụng Ledger tại vì Ledger có liên quan tới bất cứ một quốc gia nào mà Hoa Kỳ cho là nguy hiểm đi thì các bạn làm sao sử dụng được, các bạn dùng VPN thì có thể là sẽ bị 20 năm tù các bạn cho nên dự luật này à, hy vọng là nó không có thông qua theo cái cách hiện bây giờ Điều làm cho Thượng khó hiểu hơn đó, dự luật này là được ủng hộ bởi Christian Gillibrand và Cynthia Loomis Hai người mà rất ủng hộ thì crypto này không biết tại sao mà họ lại ủng hộ cái dự luật này đó là điều mà thường không có rõ ở đây nhưng mà đây là một điều mà quốc hội cũng đang rất là quan tâm đến các bạn được quan tâm đến sụp đổ ngân hàng quan tâm đến tiktok và đương nhiên rất quan tâm đến crypto gần đây rồi các bạn thấy chúng ta có nhiều điều kiện crypto quốc hội thì nói về cbdc nói về stablecoin liên tục trong cái buổi điều trần liên quan tới fed gần đây thì đó là ba điều rất quan tâm đến các bạn crypto tiktok và những ngân hàng bị sụp đổ nhưng mà quốc hội quan tâm những điều này đó có đúng hay là không. Chúng ta đã thấy được hôm nay đó có những cái thông tin như liên quan tới là Elon Musk và một số những người nổi tiếng khác trong đó chúng ta có co founder đồng sáng lập của Apple à, trước đây đó chính là Steve Wozniak và rất là nhiều những người mà đứng đầu trong thị trường công nghệ đó đã lên tiếng nói là tất cả những công ty bây giờ mà đang quan tâm đến trí tuệ nhân tạo AI đó thì nên có một thời gian tạm ngừng khoảng chừng là 6 tháng. Thời gian tạm ngừng này làm gì để cho có thể tìm hiểu được là có thể phát triển ngành AI này làm sao để cho an toàn à, cho tất cả mọi người, tại vì AI đó nó thực sự là quá mạnh cho bạn và hiện bây giờ đó. AI phiên bản mới nhất à, của chat GPT đó chính là GPT 4 càng thông minh hơn trước đây nữa dẫn đến có rất là nhiều cái sự lo lắng là sau này đó có quá nhiều AI như vậy thì các bạn làm sao có thể biết được là các bạn đang nói chuyện người thật hay là người giả lỡ như mà AI nó thông minh đến nỗi mà có thể khiến cho thông tin không đúng thật lan tỏa khắp nơi thì đã sao lỡ như mà AI có những cái xu hướng như là bạo lực hay là những cái xu hướng như là kỳ thị dân tộc thì như thế nào cho nên những cái này đó là những cái mà vẫn chưa có được nói rõ ràng mà bây giờ những công ty thì đều thi đua nhau như là các bạn thấy được là ở google thì có bot ai facebook cũng muốn có ai alibaba cũng muốn có ai ai cũng muốn có một ai riêng hết nhưng mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ được là ai sẽ như thế nào nó sẽ có hại như thế nào đối với lại con người các bạn ai nó có xu hướng như thế nào nó có lấy mất đi những công việc của chúng ta hay là không tất cả những đó thì đều chưa được nói đến à, cho nên bây giờ đó mọi người nên ngừng lại 6 tháng để cùng nhau đưa ra một cái tương lai cho AI. Thì không biết những công ty này à, cuối cùng có chấp nhận hay là không tại vì các bạn đã biết là ChatGPT thì của công ty có tên là OpenAI. Công ty này đó là trước đây là Elements à, cũng là một co-founder các bạn nhưng mà Elements gần đây thì hầu như đã không còn thích công ty này nữa à, nói là OpenAI đã hoàn toàn thay đổi cái lộ trình của công ty rồi trước đây là một công ty phi lợi nhuận mà hầu như công ty này bây giờ là một công ty hoàn toàn muốn có lợi nhuận mà thôi và bây giờ ai cũng thi đua nhau để đưa ra một cái ai mạnh hết mà không ai tìm hiểu xem là sẽ ảnh hưởng ra sao giống như là các bạn thấy được là những công ty mà làm xe công ty nào cũng đua nhau để làm con xe nào nhanh hơn và xe sau sẽ nhanh hơn xe đó và xe sau lại nhanh hơn nữa trong khi mà chúng ta có thể là chưa có bất cứ một luật giao thông nào thì có nên có xe nhanh hay là không đó là một cái ví dụ mình thường để chia sẻ ở đây với các bạn và điều mà chúng ta nên hiểu đây đó là AI sẽ có rất là nhiều sự ảnh hưởng đến đời sống thường có lòng tin là như vậy các bạn giống như bây giờ các bạn thấy được chúng ta có thể lên mạng, các bạn có thể chat với lại bất cứ một cái người nào mà hỗ trợ các bạn customer service, giống như các bạn uh, nói tới cái bộ phận hỗ trợ khách hàng của một sàn giao dịch hay là các bạn nói chuyện với bất cứ một công ty nào. Sau này AI nó quá giỏi để nói các bạn làm sao biết được là các bạn đang nói chuyện với ai? Có thể nhiều bạn nói là cái này cũng tốt mà chúng ta không cần biết nói chuyện người thật hay người giả miễn là giải quyết được vấn đề là được rồi thì đó là cái mặt tốt các bạn. Nhưng mà còn những mặt khác thì ra sao? Giống như là chúng ta coi thấy được là bây giờ trong cái thế giới điện tử đó chúng ta đã có rất là nhiều những lừa đảo rồi Sau này có AI thì những cái lừa đảo nó còn tinh vi hơn như thế nào Nhưng bây giờ đó ở trên mạng xã đã có vô số những cái tin tức và tin đồn giả Chúng ta có thể nghĩ được khi nào có AI rồi đó thì lúc đó những tin tức giả càng nhiều bao nhiêu Đến nỗi mà thường nghĩ là có thể là chúng ta sẽ không thể nào phân biệt được là người thật, người giả, tin tức thật, tin tức giả Thương cho các bạn một số những cái ví dụ Chúng ta có thể À, nhìn thấy được là trên màn hình á đây là một cái uh, text to video AI quy các bạn để vào là các bạn uh, muốn AI tạo ra video như thế nào và có ai trong đó thì một người đã muốn tạo ra một cái AI có Will Smith ăn spaghetti, ăn mì ý các bạn Đương nhiên khi các bạn nhìn vào à, cái video này thì các bạn thấy được là đương nhiên nhìn là biết người giả rồi Nhưng mà các bạn nên biết là chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi Cứ nghĩ tới là sau này sẽ ra sao các bạn giống như là 5 năm, 10 năm như thế nào Và đây cũng là một trong những điều mà hồi sáng này đã thường xem Ivan Tech Ivan Tech cũng đã nói tới rất là nhiều về vấn đề này à, Cho nên thường cũng muốn chia sẻ với các bạn à, và đương nhiên các bạn được là đây là cái sự bắt đầu mà thôi sau này đó nó sẽ càng tốt hơn ra sau các bạn có nhớ đây những cái video game hồi xưa đó 3 d đó thì như thế nào bây giờ video game nó thật ra sao các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là những tấm hình bây giờ được chia sẻ bởi AI thì các bạn đã thấy được là nó gần giống thật như thế nào rồi chúng ta có thể đã nhìn thấy nhiều cái hình tương tự như vậy đó có rất là nhiều những model thật ra không có thật các bạn chỉ là được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo mà thôi và cái sự ảnh hưởng như thế nào các bạn sẽ đến một lúc nào đó đó không biết được là người thật người giả và các bạn hoàn toàn có thể lừa đảo tại vì các bạn có thể nghĩ là các bạn đang nói chuyện với thuận nhưng mà thật ra cái đó không phải là thuận chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo mà thôi nhìn giống thuận tiếng cũng giống như thuận luôn trên màn hình đó, các bạn thấy được là bên trên này là Morgan Freeman nhưng mà thật ra người này không phải là Morgan Freeman các bạn người này là chỉ được tạo ra bởi AI mà thôi và người bên dưới này là cái người mà sẽ nói chuyện bằng giọng thật nhưng mà khi mà các bạn nghe đó thì các bạn lại nghe tiếng của Morgan Freeman à, là một trong những diễn viên rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ và không những là như vậy mà các bạn thấy được là giống y chang như là morgan freeman đang nói chuyện nếu như mình không chia sẻ phần dưới đó thì các bạn có thể tin đây là morgan freeman nó là một cái gì đó khiến cho nhiều người bất an đúng không thì điều mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là quốc hội Hiện bây giờ thì lại quá chú tâm về crypto quá chú tâm về những gì đã xảy ra và quốc hội hoa kỳ và thậm chí chính phủ khắp nơi đó lúc nào cũng chậm hết các bạn nhất là liên quan đến à, những thứ như là công nghệ chúng ta đã biết là crypto đã có từ rất lâu rồi nhưng mà mãi tới bây giờ chúng ta mới biết được là chính phủ châu âu hay là ở hoa kỳ mới cực kỳ quan tâm đến crypto trong khi mà btc đã có mười mấy năm rồi mười mấy năm sau thì mới bắt đầu nói tới lực bây giờ vẫn chưa có lực ở hoa kỳ nữa thì các bạn thấy được đã chậm chạy bao nhiêu rồi và tới lúc này đó thì các bạn được là hầu như là thường cảm thấy là những nhà lập pháp họ đang giữ được gấp rút để mà ra luật tại vì đây là một cái gì đó đã xuất hiện và sẽ mãi mãi tồn tại và sẽ càng ngày càng lớn lên cho nên sẽ nhanh chóng ra luật nhưng mà càng nhanh chóng ra luật đó thì có thể là luật nó càng không có được như ý muốn các bạn nó càng không có được tốt nó càng không có tối ưu hóa được và cũng giống như AI gì đó một ngày đâu đó chính phủ lại quan tâm đến trí tuệ nhân tạo cũng giống như họ quan tâm đến tiktok bây giờ thì đã sao các bạn? Lúc đó có thể là cũng đã quá trễ rồi mà chúng ta được là công nghệ AI phát triển nhanh cỡ nào, 5 năm sau, 10 năm sau thì chúng ta mới nghe những buổi điều trần liên quan tới AI tại quốc hội thì lúc đó có thể đã quá trễ rồi các bạn Cho nên bố hội lúc nào cũng nhìn vào những cái sự việc mà đã quá trễ AI cũng thành như vậy Nhưng mà một trong những cái mối quan hệ giữa AI và crypto đó Đó chính là chúng ta có thể có những cái sự xác nhận Giống như, như là chúng ta có thể dùng khóa cá nhân của BTC, của Ethereum Để mà xác nhận là người thật các bạn AI có thể tạo ra một người nhìn giống như thuận Một người có thể nói tiếng y chang thuận luôn Thuận không biết là ai có thể tạo ra một người mà viết chữ có nhiều loại chính tả thường là không, cái đó chắc khó lắm các bạn. AI chắc không làm được đâu. Tại vì AI viết chữ sẽ không có loại chính tả. Thôi giỡn giờ các bạn mà thôi. Nhưng mà trên căn bản đó AI sẽ không thể nào mà xác nhận được địa chỉ bí của thường, chỉ có thường mới làm được mà thôi. Thì có thể là sau này video thường đăng trên YouTube hay là bất cứ một cái thông tin gì thuận đăng thì thuận sẽ dùng khóa cá nhân có thể là như vậy sau này để mà xác nhận là thông tin này đến trực tiếp từ thuận thì các bạn sẽ chắc chắn biết đó là thông tin từ thuận tại vì đã có cái sự xác nhận từ khóa cá nhân và đây cũng là một trong những cái sự kết nối mà có thể kết nối ai với crypto được để mà xác minh thân phận sau này tại vì sau này thật giả sẽ rất là khó phân và chúng ta cũng có thể thấy được là ai đương nhiên là có thể chia sẻ thông tin nhưng mà nếu như mà ai có thể tiếp cận được với crypto đó thì không những là Chia sẻ thông tin mà còn có thể là di chuyển được tiền nữa các bạn Chúng ta có thể nghĩ được là Bây giờ AI đó, nếu như mà login vào trong account của các bạn à, Sử dụng à, ngân hàng để mà di chuyển tiền Thì có thể là sẽ không dễ dàng đâu Nhưng mà AI có thể tiếp cận được cũng như một địa chỉ ví Và có thể là AI à, giúp đỡ các bạn mua hàng hóa Có thể là các bạn nói là order cái gì đó Thì AI có thể là lên trên trang web order Xong rồi trả trực tiếp bằng crypto Thì đó cũng là một trong những sự kết nối với AI và crypto Thường chỉ nghĩ đến à, AI cũng có nhiều mặt tốt đó các bạn chỉ là quan trọng là chúng ta nên nghĩ đến là phát triển như thế nào mà thôi đừng có để quá trễ và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có đã biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital Shorts đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này như bên nào muốn tìm những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Bình thường Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinX, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.